Chào mừng các bạn đã đến với video này. Hôm nay thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái chiếc súng massage đến từ nhà Mizia với cái phiên bản khá là xịn sò, tại vì giá bán của nó lên đến 1.800.000 đồng. Và các bạn sẽ có hai sự lựa chọn màu sắc khi lựa chọn chiếc súng massage này nha. Một là tông màu xám xi măng như thế này, còn hai là tông màu xanh navy như thế này, để cho các bạn có thể lựa chọn. Còn đóng gói bao bì thì có thể sử dụng nó như là một món quà tinh thần để gửi tặng cho người thân hoặc là đối tác hoặc là bạn bè của mình, tại vì mình thấy đóng gói cũng khá là bắt mắt. Và để có thể trải nghiệm chi tiết sản phẩm này thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình vào phần tìm hiểu em nó cụ thể luôn nhé. Cái phiên bản chiếc súng massage này thì các bạn sẽ có hai tông màu sắc để lựa chọn. Một là tông màu xám xi măng như thế này, còn hai là tông màu xanh. Các bạn có thể lựa chọn thì theo cái nhu cầu một lúc sử dụng nha. Nếu như mà các bạn đang tìm một cái chiếc súng massage kích thước nhỏ gọn thì mình nghĩ cái này nó có vẻ hơi to, tại vì trọng lượng của nó lên đến 815 gram, cầm thì khá là hầm hố đó mọi người, không có sợ là nó bị nhẹ đâu. Đính kèm cùng với cái sản phẩm này và gắn liền khi mà các bạn khui hộp ra thì nó sẽ có một cái đầu massage dạng bằng như thế này. Đầu massage dạng bằng thì nó làm bằng chất liệu là nhựa cứng, nên khi mà các bạn tác động lên lưng của mình á thì nó có một cái sự chắc chắn. Nhưng đối với mình khi mình test thử mình thấy nó hơi đau, tại vì nó không bọc một cái lớp silicone ở bên ngoài, nên là mình thấy nó có vẻ không chưa được thích lắm. Ngoài ra thì kèm theo với đó, với chiếc súng massage này thì các bạn sẽ có thêm hai cái đầu massage khác. Một đầu massage dạng quả bóng như thế này. Đầu massage dạng quả bóng thì cái chất liệu của nó sẽ bọc ở bên ngoài là một cái lớp silicone mà kiểu mịn và láng, nên khi mà các bạn tác động vùng lực vào vùng cơ của mình á, nó sẽ không có quá đau mọi người, nhưng mà nó sẽ giúp tác động sâu vùng cơ. Và chiếc súng massage này thì nó sẽ có cái tần suất tác động vô trong cái vị trí cơ lên đến là 10mm, nên khi mà các bạn tác động là nó, các bạn không có sợ nó cười cười ở trên cái bề mặt thượng bì đâu, mà nó sẽ tác động vô trong cái vùng cơ, những cái vùng mà bị căng cơ. Khi mà các bạn hoạt động thể dục thể thao nè, hoặc là ngồi quá lâu thì mình sẽ được thư giãn một cách tối ưu nhất. Còn cái đầu massage dạng bóng này thì chúng ta sẽ sử dụng cho những vị trí nào? Những vị trí nơi vùng lưng nè, những cái vị trí kích thước lớn nè, những cái vùng điểm huyệt thì các bạn có thể sử dụng massage. Tiếp theo, còn đầu massage còn lại thì đầu massage dạng hình chữ U. Với đầu massage dạng hình chữ U thì các bạn có thể sử dụng cho những cái vị trí như là vùng vai đó, những cái vùng vai như thế này để có thể chấn nè. Nó giúp mình thư giãn và dễ chịu những cái vùng bả vai, xương tay. Này, mình thấy là hơi bị thiếu sót với cái chiếc súng massage này, và cái giá thành 1.800.000 đồng thì phải chi mà nó có kèm theo cho mình một cái đầu massage dạng bút nữa. Tại vì cái đầu massage dạng bút á, khi mà các bạn đau nhất về những cái vùng trũng nè, hoặc là những cái vùng điểm huyệt á, thì sử dụng một cái đầu massage dạng bút á, thì nó sẽ tối ưu hơn và nó sẽ giúp cho mình thư giãn một cách thoải mái và đã hơn. Đó, cái này nó chỉ có 3 đầu massage thôi, để cho các bạn có thể luân phiên thay đổi và sử dụng một cách khá là hợp lý. Đây là phần dây sạc để bạn có thể cắm sạc. Khi mà các bạn sạc thì vị trí cắm sạc của nó sẽ nằm ở vị trí dưới đây, là cắm sạc AC luôn. Và với một lần sạc thì các bạn sẽ sạc khoảng chừng là 4 giờ đồng hồ, và dung lượng pin của nó là 2450 mAh. Nó hơi lẻ lẻ mọi người ha, nên mình có thể nôn na cho sai số lên một tí, để đâu đó khoảng chừng 2500 mAh đi. Với 2500 mAh thì các bạn có thể sử dụng được với tần suất là massage cấp độ 1 nha. Thì một lần là 15 phút thì các bạn có thể sử dụng được xuyên suốt đâu đó khoảng chừng từ 20 cho đến 30 ngày. Rồi, thao tác sử dụng chiếc súng massage này thì nó cực kỳ đơn giản và quen thuộc. Như mọi người có thể nhìn thấy, đây là cái bảng chỉ hướng dẫn của chiếc súng massage này nha. Đầu tiên, đây là cái nút nguồn nè. Khi mà các bạn nhấn á, ở đây thì cái đèn báo ở đây là cấp số 1 hiển thị lên. Và với cái chiếc súng massage này thì nó sẽ lần lượt chọn cho mọi người với các cái tần số khác nhau, tần số cố định. Với cấp độ 1 á, thì nó sẽ là 1500 vòng trong 1 phút nè. Khi mà các bạn lựa chọn ở cấp số 2 thì nó sẽ đạt được cái số vòng quay là 2300 vòng trong 1 phút. Và khi mà các bạn tùy chỉnh ở cấp độ số 3 thì nó sẽ chuyển sang là 2800 vòng trong 1 phút. Ngoài ra khi mà các bạn sử dụng, ví dụ như bàn tay của mình đúng không, mình đang sử dụng một cái lực như thế này, thì đèn báo ở màu vàng là ở cấp độ bình thường nè.
nên bây giờ mình sẽ rí nó vô. À, khi mà cái này là cái lực của mình đang bị tổn hại, có nghĩa là bạn đang sử dụng cái lực nó quá lên trên cái vùng cơ của mình, thì ngay lập tức cái đèn báo của nó sẽ cảnh báo màu đỏ để cho mọi người biết có thể gia giảm lại để không có bị tổn thương, bị lạm dụng quá mức khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc súng massage này. Về cơ bản, khi mà các bạn sử dụng cái chiếc súng massage thì điều mà các bạn quan tâm nữa đó chính là độ ồn. So với những cái chiếc súng massage mà các bạn đang sử dụng ở nhà hoặc là các bạn đã sử dụng trải nghiệm rồi, nó hầu như nó không có tiếng ồn luôn mọi người. Vì mình giới thiệu và đưa cho các bạn một cái chiếc súng massage với cấp độ vòng khá là mạnh là một nè, vừa có thể có mức độ cảnh báo, và ngoài ra thì nó hầu như không có cái tiếng ồn. Bởi vậy khi mà chúng ta sử dụng ở trong môi trường ban đêm á, hoặc là trong phòng ngủ của mình á, mà khi mà mình sử dụng mà không sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng và phiền đến giấc ngủ của người khác thì cái này cũng khá là ok nha. Cái này là do mình để lên bàn tay của mình nên nó mới chơi tách này. Nếu như mình khẽ đêm nè. Với thiết kế của chiếc máy massage này thì mình nghĩ là các bạn sử dụng ở nhà thì nó sẽ ok hơn. Tại vì kích thước của nó hơi là to, nếu như mà các bạn đi mang đi trong những cái chuyến đi du lịch đó, thì e rằng là nó hơi sẽ chiếm cái diện tích của các bạn trong vali. Nếu như mà các bạn nào mà chúng ta đang tìm kiếm một cái chiếc massage vừa có thể đáp ứng được cái nhu cầu massage với tần suất mạnh nè, đa dạng, linh hoạt, vừa có thể có một cái đèn báo hiệu và độ ồn thì bảo đảm là không có ồn và gây ảnh hưởng cho người khác khi mà chúng ta sử dụng, thì mình giới thiệu cho các bạn phiên bản này nha. Đường link mua tiết chi tiết của sản phẩm thì mình có đính kèm ngay bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chim Tài Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.